Quá xót xa cả nhà ơi. Có cô hàng xóm chia sẻ: anh Tèo sống một mình trong căn chòi mục nát, không có anh em họ hàng. Cô chia sẻ anh Tèo có gia đình mười mấy năm trước, vợ anh Tèo bị cha chồng giết chết, con dâu của mình sau đó hình như Tèo không có tâm hồn đi làm hò, được tiền bao nhiêu thì uống rượu hết bao nhiêu, bây giờ cất cho sau nhà người ta gặp mé lộ. Anh Tèo bệnh tai biến, không có người thân nào chăm sóc, nhờ cô hàng xóm giúp đỡ đủ thứ. Cô chia sẻ không ngại giặt giũ, thay đồ, quét dọn căn chòi anh Tèo, không có người nào mà dám lại gần vì nó hôi hám. Cả nhà ơi, quỷ mà cô hàng xóm chấp nhận làm tất cả, vì sau này cô lớn tuổi thêm nữa thì cô coi như tạo phước cho con cái sau này. Câu chuyện anh Tèo như thế nào, Tấn mời cả nhà xem video này nhé. Có được không đi đâu? Sao vậy? Còn anh đi nằm bệnh viện không có người chăm sóc phải không? Ừ. Chẳng lẽ anh nằm vậy chờ chết? Ừ. Em thấy anh là bệnh nặng đó. Bữa nay là vợ rồi đó. Dạ. Vợ bị ba nó chém chết. Ba vậy? Ừ. Ừ. Biết hả? Ừ. Lâu chưa? Lâu rồi, mấy rồi, mười mấy năm rồi. Rồi, mười mấy năm nay thì ảnh không có, không có vợ, không có vợ, có gia đình ra đi bằng hồ ăn mà nhậu rồi hết. Bởi vì rồi bây giờ bệnh đó, mình ở đó. Đâu rồi? Lạnh ngắt ra. Nước luôn. Ừ, lạnh á. Rồi, cái này là cô tự giặt không? Ờ, tự giặt hồi sáng đó. Giặt hồi sáng? Dạ. Này là mấy ngày nay mưa dữ lắm hả? Mưa dữ. Bốn dạ. Cái đó, bố mới giặt được hai cái đó, còn hai cái dưới kìa. Dạ. Mưa xuống ướt đó. Ướt à? Rồi, rồi ban đêm hay văng bụng chó? Văng bụng chó rồi, rồi ướt quá nó bức bỏ hả? Ừ. Rồi mũi sao? Mũi sao? Bị nhạc đi chăn vậy luôn. Ở vậy luôn, mũi cắn gì cắn? Không, rồi tôi đem lại mình cho nó đắp. Ồ. Nó bật đồ rồi đắp mà rồi cho đó. Rồi đồ đạc. Rồi lôi ra giặt nè. Dạ. Rồi. Đồ này của con tôi. Dạ. Giặt đó, bận cho đó. Dạ, cô cho luôn rồi, cô thay đổi cho luôn. Dạ con, chào cô ha. Dạ. Dạ cô kêu con qua đi giúp đỡ một người anh sống ở trong chòi này phải không cô? Dạ, dạ, dạ. Dạ con xin mang mít cô. Cô ha. Dạ. Cô tên gì cô? Quỳnh Thị Ghen. À, cô Ghen ha. Cô dạ. Ghen hoàn cảnh anh này như thế nào cô chứ? Nó bệnh tai biến, nó không có anh em cha mẹ gì chết hết rồi. Nó ở đây ở nhà đậu người ta ngoài hiên nè. Dạ. Ở như này nè, bây giờ nó bệnh nó lên không nổi. Rồi con mình tôi la. Dạ. La không xét đâu, coi giờ nằm dưới đất đó. Dạ. Ướt nhẹp hết trơn rồi. Ở đây người ta cho chút đỉnh dạ. Thôi. Mà thuốc men cũng đâu có lo đủ, đầy đủ gì đâu. À, cô chia sẻ đi, ấp gì cô? Ấp An Thành. Dạ. À, viện gì? Viện cái sách á? Ờ, viện cái sách. Dạ. Rồi hoàn cảnh anh này không có gia đình, không có người thân hả? Không có người thân nào hết trơn. Bây giờ còn mình ơn. Dạ cô rồi tôi ở lối xóm mà. Lối xóm mà? Dạ lối xóm mà, không có dạ. Bà con gì hết á. Rồi anh tuổi ơi. Thằng này cả năm 8 á. Cả năm 8 tuổi rồi? Dạ. Không có gia đình luôn? Không. Có anh lại rồi, vợ chết rồi. À. Đây, gần năm rồi. Gần một năm? Dạ. Ngoài hiên ta cho ở đậu nữa, người Việt á. Dạ. Ta cho ở sau này nè. À. Rồi che. Dạ. Rồi mình xúm nhau ở đây che cho nó ở vậy đó. Vậy cho nó đi không nổi. Hồi lúc trước ảnh làm nghề gì? Đi làm hồ. Làm rồi hồ. Làm ngày nào ăn ngày nấy hết trơn rồi. Dạ. Dạ. Không có nhà cửa. Không nhà cửa gì hết trơn. Cứ là bây giờ tới chừng bệnh tái biến này nằm chỗ luôn. Không ai lo luôn? Không, có ai đâu. Coi nè, hôi hám chết luôn. Dạ. Rồi tôi nè, rồi tôi đâu có chịu nổi đâu mà ta tôi gán vậy. Kệ mình già rồi chết nay mai rồi. Kệ tiếp nó một trận này cho nó rồi đi. Dạ. Biết sao giờ, tôi sáng giờ lợi nè. Xin nước bên này cả chục thùng rồi. Dạ, quét mà làm vậy đó, quét tròn rồi đó mà cần vậy đó. Dạ. Nó mền đó, lôi ra và giặt được hai cái mền để đó đó. Dạ. À, trời mưa quá trời ướt rồi. Rồi bà chăm sóc người nhỏ tuổi hơn mình có dạ. Ảnh hưởng gì không tới mình không mình? Bây giờ ảnh hưởng không phải chịu đấy, bây giờ làm sao bây giờ trước mặt tôi ở chùa nó tôi chịu rồi, không ai là gần đâu. Dạ. Thì người ta không làm đâu, mình thấy vậy mình chịu không nổi. Kệ vậy đó hả? Dạ. Coi như mình đi chùa mình, mình nhìn đi chùa, thấy hoàn cảnh, hoàn cảnh vậy rồi mình cũng già quá rồi, bảy mươi rồi. Dạ. Kệ đi. Có người anh bà là chăm sóc ảnh thôi. Có mình ơn tôi đó. Ai dạ. Dám lại gần không đâu. Có bà con thân thiết gì mà không có ai hết trơn.
mà cô chấp nhận. Dạ, kệ chấp nhận làm vậy đi. Hồi lo ở ăn uống đầy đủ. Ăn uống đầy đủ luôn. Chứ sáng lại mua cơm hộp, người ta cho tiền đó, tôi người ta cho tiền ở chùa đó. Dạ. Lại đây mua cho nó ăn. Rồi nó lên không nổi. Rồi người ta cho tiền ở đây mua nước yên, bơ hổng nó lên không nổi, ăn cơm được nó. Dạ. Nó nấu cháo là hai buổi cho nó ăn đi. Ba chừng nào nó đi đi. Dạ, dạ, ôi, sao dạ. Thì con với bà xin phép vô chổng ha. Dạ. Dạ. Tôi xin đeo khẩu trang cả nhà. Dạ, đeo đi. Bà không có khẩu trang hả? Tôi không có khẩu trang đâu. Dạ, xin phép đội nón. Đội đi. Sao đâu, tại vì ở đây quá. À. Ở đây thấy cái cửa nhà người ta. Đúng. Cửa đó, cửa sau người ta đó. Ồ, cửa. Rồi người ta không vô ra làm sao? Thì người ta, nó ở đây rồi, ta cho ở đây, người ta đâu có mở nữa. Còn đồ ăn đi cái nhà ơi, quá trời hôi, không phải mình chê bai. Ừ, quên chứng hết cậu ơi. Mà bà rất là lớn tuổi, 70 mấy tuổi mà giặt giũ rồi lo đầy đủ, không có bà con thân thiết gì hết trơn. Nói bữa nay soạn ra bỏ hết á. Dạ, quần áo nè. Quần áo này là lấy cô con tôi lời cho bận nè, cô nó là ước cách chơi cái đó. Dạ. Mưa nè. Nhìn đây cái nhà hồi đó nè. Giờ. Mưa ở trên nó tuột xuống hơi nhỏ. Ồ, con nhỏ trên này hình ra nó là nó phải chịu ướt á. Dạ. Rồi hay tàu đó đi không nổi rồi. Không nổi rồi. Rồi tiểu qua đây luôn. Ồ. Thành ra nó buộc khăn. Dạ. Hôi ha. Ừ, chứ ăn ấy mà ấy ăn mà đi. Sao mà bà không đeo khẩu trang đi? Không có khẩu trang nữa. Hồi. Để, rồi. Rồi chào anh ha. Anh nói chuyện được không? Được ha. Xin phép gắn bít nha. Cả nhà ơi, hồi sao mình không có anh em bà con gì hết trơn vậy? Không có, không có bà con. Không có bà con. Ừ. Em ăn trên để nha. Rồi anh bị tai biến lâu chưa? Năm ngoài. Năm ngoài. Rồi mình chẳng lẽ mình không có bà con anh em gì hết trơn vậy? Chết rồi. Ồ, mất hết nha. Ừ. Dạ, mất hết anh em rồi cả nhà ơi. Sống của anh bây giờ nhà nè, nó nhà cô nè. Rồi anh không là nghề nghiệp à, lúc trước hình như anh có gia đình không phải không? Anh đó có gia đình. Ừ, anh nhiêu tuổi? Hồi đó à, bây giờ hiện tại anh nhiêu tuổi kìa? Năm nay là sao nghe không? Ừ. Vậy nhớ ha. Hồi mà con mà còn nhiêu tuổi? Bỏ chậm anh kìa. Hết nhớ rồi cả nhà ơi. Chắc ở 58 đó bà ha. 58 đó. Rồi mình không có con hả? Mình có gia đình á? Có con. Không có con hả? Ừ. Sáng ừ. Rồi nghe. Có con đã xua cái lôi xóm nó mới đã nghe. Không có con. Có cái gì hết trơn á. Có mình ơn á. Rồi có vợ nghe. Vợ chết rồi. Vợ lý do vợ bị nó chém chết. Ba buộc rồi hả? Ừ. Thiệt hả? Ừ. Lâu chưa? Lâu rồi, mấy rồi, mười mấy năm rồi. Rồi mười mấy năm nay thì nó không có không có vợ, không. Có vợ không có gia đình. Không, có vợ có gia đình đi bằng hồ ăn hết ăn nhậu rồi hết. Bởi vì cái bây giờ bệnh đó mình ở đó bây giờ mình ăn nhậu nhiều quá. Ừ. Bây giờ không có tiền bạc. Ừ. Bây giờ ai lo bây giờ chỉ đó, có người bà mình làm phước, mình không có tính quá khứ của nó. Dạ. Nó làm sao nó làm, không có tính quá khứ. Dạ tôi vậy á. Dạ rồi bên đây nhà người ta cũng cho ở đỡ, nhà người ta cũng cho ở đỡ. Bây giờ ta làm phước. Dạ. Không à. Dạ đúng là đường này người ta đường ra vô. Ừ. Mà ta nhường cho chuyện. Dạ. Ra ở đó. Dạ. Nhưng mà ngặt có cái là không có giường. Dạ. Bạn mưa xuống nó tạt chạy xuống nhà nó ướt hết đồ hay sao cậu bỏ khăn đó. Ừ. Thôi quá ha. Rồi rồi đi. Rồi sao anh? Bà chịu hết nổi cả nhà, thôi quá. Thì quá dạ, tưng cũng muốn chịu hết nổi biết sao bây giờ. Rồi. Mình quên hết à anh? Rồi. Quên hết à? Dùng nước cái đó mà không. Không nhớ. Không có nhớ à? Không. Ừ. Không có nhớ gì đâu. Nó không nói có tụi tôi ở đây rồi. Ừ. Có bữa nó nói khác, có bữa nó nói này nói kia, làm như đi. Rồi ăn uống nhờ tay bà lão. Lúc mà anh còn mạnh mạnh sao anh cố gắng làm để giữ tiền đi. Hồi lúc đó còn mạnh á. Ừ, còn mạnh đó mà sao mình còn làm? Mạnh á thì mình đi làm bây giờ yếu ấy. Tao phải phiên rồi kia đó, không có quay phiên cho mình đâu. Không ai quay phim cho. Yeah. Thì lúc đó anh đang mạnh thôi quay phim được, bây giờ anh vậy mới anh em quay kênh thiện nguyện mới lại đi ghi hình anh để giúp đỡ cho anh nè. Rồi anh không cái này để giường được không bà? Được được ha. Bây giờ mình kiếm một giường nhỏ vậy đó, mình để cho được ngồi nằm ở trên nó đỡ ướt.
Cô dân bụng sao bà? Dân bụng mình cỡ chút. Đây nè, nhà nó mụn ướt hết trơn nè. Đây giờ cái nhà. Giờ trời bên này tôi cắm bỏ hết á. Bữa nay vô bao đem đi kéo hết. Bỏ hết. Rồi ảnh đứng lên không được hả? Lên không được. Không, lên. Đứng lên bạn đi. À. Lớt lên quỷ nó. Dạ. Tôi lớt tầng hộp á. Ừ. Rồi thấy anh thấy tội nghiệp cô không? Dạ. Tội nghiệp không? Lớn tuổi hơn mình mà còn chăm sóc mình nữa. Đúng rồi. Ừ. Đó, đi về cả nhà ơi. Quá xót xa luôn cả nhà ơi. Đây, ngồi ảnh con Mảnh ở đây cỡ bữa giờ đây có năm mà năm ngoài ở đây. Năm ngoài ở đây. Từ bệnh què hoặc là đó là ở đây đó. Mà lúc đó mướn nhà trọ. Ảnh tên gì mà? Tèo. Anh Tèo ha. Ừ. Lúc đó anh Tèo còn khỏe đó. Còn khỏe đó. Đi mặn đó là mướn nhà trọ. Dạ. Rồi lúc đó có khi nào mà trả tiền cho bà không? Không. Có tiền cho bà lần. Không. Không có luôn hả? Không ở đâu. Để anh ta ở đằng đâu đằng kia. Ồ. Bây giờ ta lại không? Đây mới gặp. Dạ. Thấy vậy đó chịu không nổi mình làm. Rồi. Chứ rồi. Không có từng gì đâu. Không có vậy? Có gì hết trơn á. Hỏi nó thử đi. Tại sao hồi anh còn Mảnh lúc đó không có từng gặp, không ít có gặp nhau. Ít có gặp nhau. Dạ. Tôi không có muốn có tiền nó nữa. Kệ đi. Không mà hồi anh còn Mảnh kia mà lúc đó cũng không có cho bà cái gì hết trơn mà. Không, không. Dạ. Mình làm cũng có tâm lòng thương người á. Kệ đi, mình mang cái cho con cháu mình. Ừ. Con cháu mình nó dạ. Trai không à. Anh Mảnh ơi. Dạ em ở Trần Đề. Chân đê á nè. Dạ em ở chân, tới chân đê lận. Tại em đi qua đi ghi hoàn cảnh khó khăn rồi thấy vậy. Thì em anh em thì lại ghi hình khi giúp đỡ cho anh được một phần nào hay phần đó. Khi đưa lên có Mạnh Thường Vương thấy mình vậy rồi giúp đỡ thì tụi em giúp đỡ cho anh. Thì đó tiếng anh em, tiếng ngay rồi anh biết. Bây giờ anh làm vậy hoài quê mưa có khi nào ngập không? Ngày nào ướt không? Ướt không? Ướt không? Mưa xuống ướt không? Ướt cả. Phải ướt hả? Rồi ngồi ban đêm hay văng bụng chó? Văng bụng chó rồi, ướt quá nó bức bỏ hả? Quê mũi sao? Mũi sao? Từ ngày đi chằn vậy luôn. Ở vậy luôn, mũi cắn gì cắn? Không, tôi cái mền tôi đem lại mền cho nó đắp. Ồ. Nó bận đồ rồi đắp mền lại cho đó. Rồi đồ đạc. Nó lôi ra giặt nè. Dạ. Đồ này của con tôi. Dạ. Giặt đó, bận cho đó. Dạ, cô cho luôn rồi, cô thay đồ cho luôn. À mà nhờ thằng kia. Kia hả? Người kia tôi con của cô hả? Ờ, cháu ở bên này. Cháu nữa hả? Ừ. Trời ơi, cả cho nhà ơi. Bận cho đi, chứ mà tôi sao làm nổi với nó. Dạ. Thấy không? Anh làm vậy nhờ lối xóm không? Người ta giúp đỡ cho anh, rồi mặc đồ, ăn uống, đều lo cho anh hết. Kệ đi, Mạnh Thường Quân ta tiếp đi, có giặt cho nó một cái, nó để lên cho nó ở trên. Dạ. Mưa lại nó cũng ở trên, nó đỡ. Dạ, bà muốn được Mạnh Thường Quân giúp cho ảnh được một cái giường gì đó hả? Ừ, cái giường. Rồi ăn uống tiền bạc thì ăn uống như thế nào bà? À, kệ ngày nào cũng cho ăn dĩa, vừa nó ăn cháo thịt rồi tôi làm kịp mua cơm hộp cho ăn nè. Dạ. Rồi cháo hai buổi. Dạ. Rồi thấy nó không có sức mua bơ đó là trộn sữa với có nước yến nữa. Đây là tiền của bà luôn. Ờ. Tự sức ra luôn. Ờ. Mà đối xóm ta cho 50-30 gì đó. Ồ. Tiếp mình ta dạ. Cũng có tiếp. Dạ. Dạ. Ta thấy ta cho hả bà ha. Trời ơi gì đó. Rồi cha mẹ mình đi đâu hết rồi? Chết rồi. Mất hết luôn. Ông con. Rồi anh được mấy người anh em? Ba bốn thằng. Có thằng anh nó chết ở trong chùa tới. Vậy còn hai người anh kia đâu? Không. Không ai quan tâm luôn hả? Ba. Rồi Mạnh ai nấy đi. Ồ Mạnh ai nấy sống ha. Mạnh ai nấy sống. Nói cho đúng vậy đi. Dạ. Tại người ta cũng có cuộc sống đi của người ta cả nhà ơi. Chỉ có bà là người hàng xóm thôi mà. Mà ăn rồi là lại dọn dẹp rửa. Dạ, có người anh bà. À, dám vô đây. Quá trời, cái nhà Tân không biết nói gì hơn nữa. Hy vọng con sẽ đăng tải clip này lên sẽ đủ duyên đến đến với anh Tèo ha. Và anh Tèo có muốn được gì không? Có tiền đi mua đi trị bệnh không? Không có. Không có tiền đi vậy? Không ai hết chưa? Ừ. Ai đi nuôi nó
nó có tiền đi nằm bệnh viện đi không? Hả? Nếu mà có thì cô không đi đâu. Sao vậy? Người ta ghét tôi quá. Ghét anh hả? Ừ. Hay anh hồi anh còn sức lực anh có bị bạn không? Bởi người ta ghét? Không có. Không có à? Ừ, không có. Tại sao người ta ghét mình? Tại sao ghét? Ghét ở đó bây giờ. Người ta đi vô là đi mình ừ. Người sao người ta không cho? Người ta ghét á. Ồ, anh đi nằm bệnh viện không có người chăm sóc phải không? Ừ. Chẳng lẽ chẳng lẽ anh nằm vậy chờ chết? Thì... em thấy anh là bệnh nặng đó. Bữa nay là đỡ rồi đó. Dạ. Bữa hổm là nói chuyện không gành, không được. Ủa, bây giờ nói thấy nói được không hả cô ha? Dạ. Uống nước yến rồi sao anh? Sao anh chảy nước mắt rồi? Tuổi thân rồi. Tuổi thân à? Tuổi thân ừ. Làm đâu có nổi công như hồi đó nữa. Bây giờ mình lên người không nổi luôn à? Không nổi đâu, đỡ nó mới được. Ồ. Ồ, lên không nổi đâu cả nhà ơi. Không có anh em, không có bà con. Quá xót xa. Kéo cũng chết luôn, mình nói là cái kéo nó ngồi vậy. Dạ. Rồi cho ngồi ăn rồi mới đỡ nó xuống. Đâu có ấy. Dạ. Thế chắc là nó ở đây chắc không biết, chắc khóc. Hoặc là này kia la làng đâu ai biết không? La làng cũng phải chịu mình ơi. Tôi thiệt, có thể tôi không có la làng cái gì đâu. Không có la làng? Không. Làm gì không? Nằm nín thinh chịu đựng ha. Ừ. Ừ, trong mình có nhức nhoi gì không? Có đau đớn gì không? Nếu mà nó nhức thì mình... chịu đựng hả? Ừ. Đau, cũng đau đớn mà chịu đựng. Ờ, nó nói cho tôi cái bụng nó cứng ngắt bơ ổn mà. Cứng ngắt tôi nói ơi, về sao sợ gan hay gì. Yeah. Rồi đi mua thuốc tao uống rồi thôi. Có thuốc uống thuốc không bà? Có hả? Ừ. Anh uống thuốc hả? Thuốc tao uống. Lúc mấy ngày trước anh còn lên ngồi được phải không? Mấy ngày nay là nằm lên không nổi hả? Không. Hết sức lực hay sao? Mình hết sức hay mất sức? Hết sức. Ừ, rồi ăn uống được không? Ăn được. Đỡ đỡ nó. Mà cơm hộp mà hộp nó bánh uống. Một hộp còn dư nhiêu đi? Ừ. Đây là cái nhà ơi. Nè, cầu kiến này nè. Này chắc ai vậy? Rồi bỏ rồi, tôi đem bỏ tại vô. Dạ. Bà, vậy bà đem đi. Rồi nè. Dạ. Đi nha. Dạ. Rồi ở đây xài bằng đèn pin nè, không có đèn hả? Đèn ta câu cho nè. Cũng có đèn cho. Ê, đây ta câu á, nũng là nũng, heo dạ. Đó ta câu là dạ, cho. Dạ, nhà bên đây ta cho luôn cái nhà ơi. Ở đây là đường nhà sao người ta, cũng có đường vô ga mà người ta thấy tội nghiệp, không có đất, không có đai, không có bà con, họ hàng cũng có, mà người ta cũng có gia đình riêng tư của người ta. Đó. Hồi đó chị anh có gia đình mà có con hả? Không có con đứa nào hết. Không có con mà ừ. Vợ thì ba chém. Ừ. Ừ, chém chết rồi. Mấy năm rồi. Ừ. Mấy 13, 14 năm rồi. Vợ nó chết có 13, 14 năm. Dạ. Bữa nay thì nói chuyện cũng được sơ sơ thôi cả nhà ơi. Rồi. Dạ. Tại chân thì ngắt, rồi. Ừ. Lạnh ngắt em. Cứng ngắt là. Ừ. Lạnh á. Ơi. Trời ơi cái này. Quá trời à. Không biết nói gì đâu anh hai ơi. Wow. Bây giờ đồ ăn mỗi lần anh còn sức lực là anh tự nấu phải không? Ừ, tự nấu tự gì bây giờ nấu hết được luôn phải không? Hết được luôn. Bây giờ nước mình xài đâu ở đây? Xong rồi. À, xong. Chứ hồi anh còn đi mạnh, còn đi với xong. Ừ, bây giờ cái này đỏ ướt hết rồi. Ừ. Ừ. Thôi trời cái nhà nè. Em tên gì vậy? Em tên gì? Em tên Tân. Anh Tèo. Dạ. Anh Tèo ha. Anh mỗi lần anh nói chuyện được nhiều không? Tôi nói chuyện người ta vậy đó. Ừ. Quá trời cả nhà. Gặp cô chút đi. Bắt cái lôi à, mà mệt nó tốt à. À. Bạn đang lừa tao hay. Cái này là cô tự giặt không? Ờ, tự giặt hồi sáng đó. Giặt hồi sáng. Dạ. Này là mấy ngày nay mưa dữ lắm hả? Mưa dữ. Bốn dạ. Cái đó, bôi mới giặt được hai cái rồi, còn hai cái dưới kìa. Dạ.
rồi cái mùn ướt chưa giặt nữa. Dạ. Đạt hay không có con mà không mới khổ nữa. Thì đó, tôi nghe có hai đứa con mà dạ. Con tôi làm tôi trốn nó không à. Sao vậy? Trời ơi, nó nói má sợ má té rồi tội cho con nữa. Sợ làm từ không, từ không. Đi làm từ từ đi. Dạ. Má đừng chạy. Dạ, dạ. Chùa gì à, rồi sợ nó đói chạy. Bởi vậy bà cứng cáp nè, mạnh dạ. Khỏe phải biết thương người. Dạ. Phải cả nhà dạ, lo dạ. Cho nó ăn cái ừ. Đi dạ. Rồi con cũng cảm ơn bà ha. Dạ, nó dạ, có đủ dạ. Duyên đến anh Tèo thì con tiếp tục dạ. Sẽ lại giúp đỡ cho anh Tèo. Cho nó có cái giạc cái gì nó ấy, tôi có tiền tôi mua giạc để cho nó nằm rồi. Dạ dạ dạ. Để không có lo cho ăn không à. Dạ. Ừ. Rồi cả nhà ơi, thì nãy giờ Tân với bà với anh Tèo cũng không không có nói chuyện được nhiều thì được chút đỉnh thôi. Con hy vọng đăng tải clip này lên sẽ đủ duyên đến với Mạnh Huân đó. Rồi con dạ. Cũng xin phép về chút con cho tiền cho ảnh để mua cơm này kia các bạn ha. Dạ. Rồi. Dạ.